với lại chị gái người Úc. Lại đến Don Chicken ăn. Hôm nay thì ăn món gì nhỉ? Xúc xích hầm hải sản. Trời, nấm mì rớt hết rãi ra luôn rồi. Tại hôm nay nấm mì rất là đói luôn. Vì phải đi chuẩn bị cho fan meeting cho Color Man vào ngày 16 tháng 3 sắp tới đây. Chỉ còn 1 tháng nữa là đến fan meeting rồi. Thì hôm nay đã đói và đã rủ chị gái người Cúc đi. Hôm nay là thứ 3 và ở đó chỉ cần có cái thứ giảm giá 30%. Đặc biệt là nấm còn à, đặc thêm. Tối hôm qua đi ăn ở đây. Mới ăn hôm qua luôn, nay quay lại nữa rồi. Đây là đầu năm nên được lì xì á mọi người. Ăn đồ cay nhiều quá nên mọi người thấy không? Mụn càng ngày càng to lên luôn á. Khủng khiếp luôn á mọi người. Và bây giờ nấm đi đang đợi đồ ăn lên. Để ăn. Mà nãy giờ Kỳ kèo với lại chị gái người Úc là: chị ơi gọi vài món đi cho em thèm quá. Ở đây mà bật nhiệt độ lạnh lạnh lên một xíu, ăn một chút kim chi cùng với lại mì thì ngon tuyệt vời luôn. Đây nấm để nấm review món mà nấm đã ăn ở Don Chicken nha mọi người. Rất là ngon luôn đó mọi người. Mọi người hãy tranh thủ đến Don Chicken để được tặng bao lì xì. Biết sao có được tặng không? Chắc là được chứ, tại vì con mùng là còn mềm mà. Con mùng là còn mềm và sẽ được lì xì đó mọi người. Đây hôm nay em đi sẽ ăn lẩu xúc xích hầm hải sản. Nhìn thôi là thấy hấp dẫn rồi nha mọi người. Giá đồ ăn ở đây thì nói sao ta, không phải là quá mắc vì đây cũng là một nhà hàng mà. Thì cũng khoảng từ món thấp nhất là 75.000 cho đến món cao nhất ở đây là 350.000. Rất là ngon đó mọi người. Mà nấm đi ăn một lần thôi là nghiện rồi đó. Hôm nay hôm qua ăn một lần nữa, hôm nay quay lại đó. Ngon. Ở đây rất là ngon luôn. Tuyệt vời. Mà nhân viên ở đây cũng dễ thương. Nhưng mà nước ở đây thì không có được nhiều lắm. Nước rượu sô chu. Ở đây thì bán nhiều rượu hơn. Có đây rượu là đúng phong cách của Hàn Quốc. Đúng phong cách Hàn Quốc và không bán đồ của Việt Nam nhiều nha. Bán đúng hay ba loại nước của Việt Nam, đó là Pepsi, Mirinda, 7 Up. Là ba loại nước ngọt thôi, còn lại là nước suối thì đã có sẵn một cái bình như này rồi. Rất là ngon luôn. Tuyệt vời đúng không mọi người? Chưa ăn rồi, nãy giờ là xuyết xoa với chị gái người Úc là: chị ơi thèm lắm rồi, bây giờ phải đi ăn rồi. Và hôm nay đã được ăn rồi, mọi người đợi là lên món xem sao nha. Đây món đã chuẩn bị lên rồi, đợi xem. Đây đồ ăn đã được nhân viên mang lên rồi, rất là ngon luôn không mọi người. Cái này mình nấu trực tiếp luôn à? Nấu trực tiếp luôn chứ không phải là cái này là tự mình làm luôn đó mọi người. Ôi, nhìn hấp dẫn quá. Để coi nào ở đây có gì nha. Đây chính là một nồi lẩu xúc xích kim chi hải sản. Nào chị mở ra đi, chị mở ra xem có gì nào. Đây. Một con này là con gì á chị? Mọi người nếu ai biết con này con gì hãy nói cho Nấm Bi biết là con gì nha. Ở quê của Nấm thì gọi con này là con hà xanh. Hà hả? Con hà xanh. Còn ở trong này thì không biết là gọi là gì. Đây là mực này mọi người. Đây là hành tây. Đây là xúc xích nè. Đây là tôm nè. Vẫn lại là nấm nè. Rất là nhiều, và giữa là miến. Mọi người nhìn thấy không? Rất là đẹp luôn. Đó. Chị gái xúc xích à, chị gái người Úc chuẩn bị chụp ảnh rồi nè. Và ăn kèm ở đây vẫn là quen thuộc, đó là đồ chua, salad, kim chi. Và đũa thì được lấy ở đây. Đây mọi người. Đó, đũa, khăn giấy, khăn. Rất là nhiều luôn. Ở đây không chỉ có lẩu đâu nha mọi người, mà ở đây còn có cả gà này mọi người. Ngon vãi chưởng. Đây là món, ôi, món này best nhất. Đây là một đặc sản. Ngon quá.
gà nướng phô mai thật là ngon luôn đó. Ngon quá mọi người ơi. Bây giờ thì đang đợi nó sôi đây này mọi người. Đã không thấy rồi và khói đang bốc lên rồi. Bây giờ mình đợi sôi cái là mình ăn luôn nha. Trong lúc chờ đợi món lẩu sôi thì mình sẽ đợi quá. Đây. Chuẩn Hàn Quốc này mọi người. Đũa thì rất là dẹp, cầm rất là mát tay nha. Nó dẹp như vậy rất là dễ gắp đồ ăn nè. Đó. Mà đũa bằng inox á thì mình ăn thì nó sạch, rất là sạch luôn. Nó lại không như đũa tre Việt Nam. Việt Nam thì mình ăn nhiều khi mình không tự tin ăn, nhưng mà ăn đũa inox thì rất là sạch sẽ luôn. Mình có thể, nếu mà cảm thấy không sạch thì mình vẫn có thể lấy chanh trà lên đầu đúng không? Rồi lấy thêm khăn giấy lau đi là ăn được sạch sẽ luôn. Vì chanh còn mình axit sẽ tẩy được bụi bẩn ở đây. Đây. Cái cắm muỗng ở đây cũng rất là đáng yêu luôn. Đây. Muỗng này là để ăn cơm trộn đó mọi người. Cơm trộn múc như này. Có hai size hả? Cái to với nhỏ. Không, nó chỉ có bằng nhau nè chị. Bằng nhau. Và mình để lại đây. Mình sẽ để cái này. Để cái này lên. Để cái này lên. Ngon quá mọi người. Trời ơi nó sôi rồi chị ơi, nó sôi rồi. Đây. Nó sôi không được rồi. Sôi sục sục luôn, sôi sục sục luôn. Trời ơi ngon quá, ngon quá. Trời ơi, nó sôi sục sục luôn rồi. Nó tràn ra luôn rồi. Ngon quá, ngon quá. Có thể giảm lửa không? Đây đây đây, giảm lửa đây nè. Đúng rồi, đúng rồi. Thích lửa rồi. Ngon quá mọi người. Chị ơi ngon quá. Tuyệt vời luôn, tuyệt cú mèo luôn. Bây giờ nấm bi và chị gái người cũng sẽ quá. Ăn đi rồi rít. Thèm mặt, nước bọt cứ chảy ra trong miệng luôn. Ăn một chú tôm. Ở đây lạnh lạnh một chút nè. Xong rồi tí cay cay một chút. Đây, gắp một miếng kim chi bỏ vô. Trời ơi. Đây. Hai con tôm. Hai con tôm to dã man. Tươi. Tôm mình ngay nghe rụt trong mình. Giòn nữa đúng không? Tôm ở đây rất là ngon luôn mà. Đây là chi nhánh Don Chicken ở Cataview quận 2. Rất là ngon. Không gian thì thoáng đãng yên tĩnh. Nhạc du dương, cưng gì đâu. Rồi. Ăn thêm miếng đậu hũ nè. Ngon quá. Đến cái chén cũng cute nữa nè mọi người. Và ăn ở đây thì không cần nước chấm. Ăn ở đây không cần nước chấm mọi người ạ. Cắp một chút miến bỏ vào. Nấm bi sau này sẽ tích cực ăn nấm nhiều hơn. Vì nấm thì không biết ăn đồng loại của mình. Cho nên là bữa nay đổi tên rồi. Bữa nay đổi tên là Nguyệt Trần Official rồi. Nên là mới dám ăn nấm. Đang học ăn nấm đó mọi người. Ôi chị ơi, vậy thì dính vào salad rồi. Đây, cái này nè, cái bồ bình an của em nè, dính vào salad rồi. Đây, bây giờ mình nấm bi sẽ ăn này. Em có bị cay không? Cay, cay cay chua chua ngon lắm. Tuyệt vời quá. Cay quá. Cay cũng phải rít đó mọi người. Quá cay luôn.
Chiến thích ăn, ăn quá trời ăn. Cảm ơn chị gái người Úc. Nó dài ngoằng ngoằng lồn, không biết cắt ra lồn. Rồi. Nước rồi. Không, không phải ăn nước. Thêm một chú mực. Mực giòn. Việt Nam nói điêu thường là giòn tan trong miệng. Không phải là giòn dai. Giòn dai trong miệng luôn. Đây, mình ăn một miếng xúc xích. Cay quá mọi người, không thể ăn thêm được luôn á. Cái này là phải có người chịu đựng được cay mới ăn được nha mọi người. Món này là khá là cay. Nấm ăn không có được nhiều cay á. Đi ăn con này. Hai con lận mà. Hai con lận nè. Chị gái thường làm đi nhất tỉnh Âu Bộ. Rồi. Cái này chắc phải cho thêm miếng dưa vào chứ không, mà dưa chua, đây là dưa chua nha mọi người. Đó. Cay lè tè phè luôn á. Nước ngon không? Cay chua chua mọi người ạ. Nóng lại là hợp. Và tiết mục review đến đây là hết. Bây giờ Nấm đi phải tập trung ăn để chuẩn bị lại đi quay phim tiếp mọi người. Hôm nay mời chị gái cũng người Úc đi quay phim. Hôm nay coi Trọng Quỳnh nha mọi người. Các em người hẹn mọi người.